chúng ta sẽ đến với bản tin của sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Uzi cho cái tín hiệu lên rất là tốt khi mà chúng ta có được các cái mô hình bán của giá dầu gáp cũng như là mua của Uzi, như là rất nhiều các cái thông tin. Thì hôm nay chúng ta xem xét cái mô hình gáp của giá dầu như thế này. Buổi sáng rất nhiều các cái mô hình của TradingView họ đưa ra giá dầu đã giảm xuống rất là sâu, tầm 16. Và tôi kiểm tra thì thấy được là giá dầu của các cái sàn đã gáp lên rất là mạnh mẽ. Lúc này đây thì chúng ta có thể vào Facebook ông già đầu tư có các cái suy luận cũng như là đưa ra các cái mô hình giá để chúng ta xem xét. Ngoài ra chúng ta xem giá của các cái trading view cũng như là một số các cái mô hình giá xuống rất là sâu, cho nên là cái hướng xu hướng bán ra của giá dầu và chưa thể hồi phục, giá rất là sâu. Và chúng ta xem qua các cái giá của Bitcoin, xem giá của Bitcoin lúc này 7.100. Con sóng của Bitcoin chúng ta cho vào biểu đồ H1, H4 xem các mô hình giá của nó như thế nào. Hiện tại các vùng cản của giá chúng ta sẽ xem qua các cái mốc. Bitcoin cho cái mô hình đi lên. Nó sẽ test đi test lại các cái vùng, do vậy là gì ạ? Các cái mốc cũng có thể chúng ta nhìn thấy được các cái mô hình của Bitcoin. Lúc này đây giá sẽ test đi test lại ở các cái vùng cản và các cái mô hình giá như thế này 7014, và bây giờ các điểm mua vẫn được kích hoạt, vẫn là cho được các điểm kích hoạt mua vào các cái vùng cản như là 86, 7116 và cản cứng là 7332. Và đây cũng là một cái mô hình mà để chúng ta có thể mua vào giá lúc này. Đây là cái quỹ vận hành hiện tại đang sell oil ở cái giá rất là cao và họ cho mua điểm mua của UG lúc này với các cái tín hiệu đi lên của UG. Chúng ta xem xét UG H1 đang cho đi lên, trong M30 cho đi lên M5, chúng ta có thể thấy hiện tại đang có cái mức điều chỉnh. Xem tổng số pip hơn 10 pip, 11 pip. Ok. Ngày hôm nay đến với cái bản tin của ngày hôm nay thì chúng ta xem xét được các cái mô hình giá lúc này vào buổi sáng. Dầu thô tiếp tục giảm mạnh sau khi mở cửa vào thứ hai. Hiện tại dầu thô được báo cáo ở 16.12 đô. Đây bắt đầu cũng có thể là bắt đầu các cái tín hiệu là mua vào vùng 15.8, 14 và 13. Hợp đồng tương lai dầu thô có thể giảm 9.2% là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 1999 xuống 16.12. Đó. Nhu cầu dầu thô là rất bi quan, ngoài cái việc là cúm kích thích nền kinh tế đang rất là yếu. Hiện tại quan điểm là mua dầu thô vẫn không phải là một thỏa thuận tốt, không có dấu hiệu phục hồi. Do vậy là chúng ta phải xem xét các cái kênh mua dầu thô, đúng không ạ? Dầu thô Brent giảm 27.73. Do vậy là gì ạ? Chúng ta vẫn thấy được các cái tín hiệu bán dầu rất là nhiều. Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán đều chuyển sang màu đỏ. Đây là những cái mà chúng ta xem xét. Đấy. Các cái tỷ lệ của chúng ta đã nhìn thấy giá dầu đã xuống rất là thảm nhé. Chúng ta đã bán ra giá UG, chúng ta đặt cược vào giá UG. Trên đây là các cái bản tin buổi sáng với các cái thông tin thì chúng ta có thể xem xét
để chúng ta có thể nhìn nhận được các cái mô hình giá. Tôi nói thêm về đồng Ethereum cho mọi người có thể xem qua. Ethereum. Ethereum lúc này đã có cái cú gáp mà từ MT4 bật lên các vùng cao, đúng không ạ? Do vậy là gì ở trong cái biểu đồ H1, biểu đồ H4, chúng ta cũng thấy các mức cản của các vùng giá. Đây cũng là các điểm mua. Vậy thì điểm mua của chúng ta cho vào các cái vùng như là 165, 174 và các cái mức cản nó rơi vào khoảng 196. Thì đây, lúc này đây chúng ta cũng nhìn thấy được các cái mốc giá để cho chúng ta thấy được các cái mô hình mua của Ethereum. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đón chào tất cả những cái tin tốt của đồng crypto. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cái để chúng ta nhìn nhận các cái con sóng. Chúng ta quan tâm trực tiếp đến Bitcoin, Ethereum và Litecoin, các cái đồng coin tốt để chúng ta xem xét các mốc giá. Chúng ta xem Litecoin, Litecoin USD. Ở mốc H4 có mức cản, tuy nhiên chúng ta xem xét vẫn là một cái mức cản cứng. Litecoin cũng ở là một cái điểm mua cũng khá là tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên là gì ạ? Nó đi về các cái mô hình nêm này để chúng ta chờ test các cái mốc quan trọng. Các mốc ở đây đây cũng vẫn là 41.48, cho nên là gì ạ? Đây là vẫn là các cái vùng gì ạ? Để nó thử thách các vùng vượt qua. Nó phải test ở các vùng 45 thì bắt đầu mới chính thức được xác nhận một kênh xu hướng đi lên. Buổi sáng có rất nhiều các cái tin tức của Reuters, hợp đồng tương lai giảm xuống dưới 15.5 đô la Mỹ. Do vậy là ngày hôm nay chúng ta tập trung vào các mô hình của giá dầu để chúng ta có được các cái thông tin. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ xem xét các cái mô hình của giá, các cái tư vấn đầu tư cùng với David. Hôm qua chúng tôi có làm cái video, cái khóa học chơi coin, chơi forex, thì chúng ta có thể xem theo dõi ở cái video này và liên lạc Zalo 0987732228 để chúng ta có các cái khóa học phân tích trong cái lúc này để chúng ta có thể tự động phân tích. Ngoài ra các robot chơi, các app chơi cũng được áp dụng trong đợt này. Thì qua đây chúng tôi cũng giới thiệu các cái mô hình gói của GFX.Asia, các cái mô hình của giá đối với lại GFX sẽ giúp cho chúng ta có được các cái gói để chúng ta có thể đầu tư an toàn. Gói số 1 là gói chuẩn, gói số 2, gói số 3, gói số 4 và đặc biệt gói số 5 là chúng ta có các cái mô hình robot có thể áp dụng với các cái mô hình quản lý của GFX. Thì hy vọng chúng ta sẽ có cái nhìn để chúng ta đầu tư trong cái thời kỳ khủng hoảng này. Mọi liên lạc chúng ta có thể liên lạc với Zalo 0987732228 và xin được cảm ơn mọi người. Đây, các cái mốc đã bắt đầu lên rất là mạnh đây, quý vị có thể xem. Chúng ta sẽ xem cái con Uzi ở H4 ở M15, đúng không ạ? 10 phút nữa cho chúng ta trên 5.000 đô. M30, đúng không ạ? Giá dầu đang bán ra đang rất là tốt. Đây là đặt cược vào Uzi. Uzi đang khá là thú vị. 400, 700, 900, 1000, 1200, đúng không ạ? Và đây là giá dầu, đặt cược vào giá dầu. Xin được cảm ơn mọi người và hẹn ở video tiếp theo. Chúng ta đừng ngần ngại Zalo 0987732228 để có được những cái khóa học tốt nhất cũng như là có được cái nhận định tốt nhất. Đừng quên theo dõi Facebook Ông Già Đầu Tư và kênh YouTube của David. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.